giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Thủy Tiên khiến khán giả thót tim khi tiết lộ sự cố lúc cứu trợ khiến ai cũng rơi nước mắt. Vào tối ngày 15 tháng 10, Thủy Tiên thông báo trên fanpage đã nhận được số tiền 30 tỷ đồng. Đón nhận sự tin tưởng của cộng đồng, nữ ca sĩ cho hay bản thân vừa mừng vừa lo. Khi kêu gọi được số tiền lớn, mọi phiền phức rủi ro có thể xảy ra, nhưng tôi đã quyết định làm thì đã lường trước và chấp nhận đối mặt. Tôi có đọc thắc mắc của một số người tại sao hơn 25 tỷ đồng mà chỉ tặng một thùng mì, sao cho ít vậy? Khi cho một hộ khó khăn 20 triệu đồng thì bảo tại sao lại cho nhiều vậy? Theo Thủy Tiên, tùy hoàn cảnh thực tế, cô sẽ quyết định giúp đỡ người dân nhiều hay ít. Cô viết 20 triệu đồng sẽ có người thấy nhiều, nhưng hoàn cảnh của họ mất mát lớn sau lũ, như mùa màng thất bát, gia cầm bị trôi hay bệnh tật ốm đau. Hay ông bà và cô cháu gái mất trí làm sao đủ khả năng lao động để kiếm tiền, hãy đứng vào hoàn cảnh của họ mà chia sẻ. Nữ ca sĩ cho biết người dân ở trong vùng ngập sâu bị cô lập, không dám ra ngoài vì sợ bị nước cuốn trôi. Những ngày lũ họ phải leo lên nóc nhà ngồi cả ngày đêm không dám ngủ. Khi tôi hỏi thăm, họ bảo đói vì có bữa ăn bữa nhịn và họ khóc mắt đỏ nhòe. Tôi tặng 20 triệu đồng vẫn cảm thấy ít, nhưng nghĩ còn nhiều người cần hỗ trợ nên thôi. Tôi không hiểu sao có người nói là họ xạo, không tin họ khổ và nợ nần thật nhỉ. Đi vào tận vùng ngập sâu, Thủy Tiên cho hay cô và cả đoàn đã gặp sự cố. Cô kể khi về, suýt nữa chiếc thuyền của chúng tôi bị lật. Nếu tôi không phát hiện hét to khi thấy nước đang tràn vào thuyền, có lẽ cả đoàn chẳng đi về được nữa. Cũng vì nguy hiểm nên người dân chịu trận không dám bơi ra tìm thức ăn. Trải qua 2 ngày dậy sớm thức khuya đến tận nơi phát nhu yếu phẩm cho bà con nghèo vùng lũ, Thủy Tiên khẳng định cô vẫn khỏe, không cảm thấy mệt. Đối với cô, được cho đi đã là hạnh phúc. Điều khiến cô khó chịu nhất là bị ngứa chân do phải lội nước bẩn. Cùng với Thủy Tiên, đông đảo nghệ sĩ Việt cũng kêu gọi đóng góp ủng hộ người dân miền Trung. Lý Hải, Minh Hà thông báo đã nhận được 3,5 tỷ đồng. Thúy Diễm và Lương Thế Thành kêu gọi được 450 triệu đồng. Truyền Trấn Thành đóng góp 300 triệu đồng và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay. Hoa hậu Kỳ Duyên thông báo cô đã nhận được gần 400 triệu đồng. Cô dự định sẽ có mặt tại một số xã khó khăn của tỉnh Quảng Trị vào ngày 17 tháng 10. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.